Alo, alo, chào em nhá, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của Khải Sâm. Ok, thì ngày nay Khải Sâm tiếp tục làm video chia sẻ anh em kinh nghiệm với anh em mới cái cách anh em chơi con bầu cua bắt cầu nhá, soi cầu cũng như là anh em kiếm lời từ con game bầu cua này. Ok, bầu này kêu bầu này. Ô, tiên là chốt bầu anh em nhá. Chốt anh em này. Dừng đặt cược. Ok chưa ạ? Đó, cầu bệt bầu luôn anh em này. Chứ đánh bầu cua này nó bệt kinh khủng luôn anh em nha. Có thể bệt tầm 6 7 tay, 8 tay bình thường. Bắt đầu đặt cược. Ok, bầu 26%, 26% khó ra rồi anh em. Bầu hiêu cá này, cá 2% này. Cua này, cua khuân thế anh em. Cua tôm anh em nha. Cái này chuyển chèo anh em này, sang cả lương luôn này. Ấy, chốt luôn cua anh em này. Cua tôm phân nét. Địt mẹ mày rõ cua hai tôm rồi. Ok. Hai tôm cũng bú anh em này. Ấy, ngon chơi anh em. 16% này lên 18%, 19% rồi. Bắt đầu đặt cược. Đấy, 18% tôm này, 18% hay 15% cua này. Còn nhiều 1% anh em check phần trăm nhá. Tướng này bắt cột. Địt mẹ bắt cua tôm này quá đẹp luôn này. Dã luôn 48 anh em. Đang có lời anh em này. Dừng đặt cược. Địt mẹ mày, tôm lại lần sang con cua này. Cua hiêu. À cua hiêu này, cua hiêu sẽ anh em check con cua này. Khi anh em kết con nào nhá, anh em ngồi check con này xem tỷ lệ ra này. 1 2 4 5 tay, 6 tay chưa ra cua, cua bề 100 quân này. Quân thì vẫn vào con này đã anh em ạ. Dừng đặt cược. Đấy. Anh em chưa? Đi mẹ mày câu giật anh em này. Bắt đầu đặt cược. Đấy, ngon chơi anh em. Úi xời, tôm anh em này, có lời oánh mẹ mày căng đét luôn anh em nhá. Tôm. Ok chưa? Bầu 28% này. Ui thì phải bầu hơn 30% anh em phải đái không? Làm hai tơn. Hai tơn con tôm quá ngon luôn, hai tơn tôm bú hơn 10m anh em này. Bắt đầu đặt cược. Tôm hai tay thông này. Tôm 20% rồi. Cá ra 28% bầu này. Cái này bỏ đi. Bỏ nha, cái này thì mẹ mày khó bắt anh em này. Dừng đặt cược. Đấy anh em mình chưa? Đi mẹ bầu rớt cua ra này. Gà này, gà 8% ra này. 8% này tôi cho anh em đừng có nên vào. Tìm cội con những con khác anh em ạ. Bắt đầu đặt cược. 8% cơ lệ nó ra mẹ này. Dễ bị găm lắm. Cá này anh em này, thì tôi chốt cá nha. Cá là khuân nhất trong các loại con luôn anh em này. Tôi chốt 2M1 thôi. Chẵn tiền nha. Nói chung là có 9M lại anh em này. Dừng đặt cược. Tôm cua này, tôm cua ra lại này, cua ra lại hai con. Ok. Vào cá vẫn đẹp luôn anh em nhé. Theo tôi vào cá luôn này. Địt mẹ mà chốt luôn 5M cá anh em nhé. Bắt đầu đặt cược. Quánh địt mẹ mày. Phải thâm này anh em này. Đánh bầu cua này anh em phải biết từ kết. Mới đầu anh em thì đánh dài cửa nha. Đánh tầm 2 đến 3 cửa để anh em gọi là kiếm tí lời, cũng như là anh em mẹ ngồi xem cầu chạy như nào. Khi cầu chạy như này rồi thì anh em cứ chốt thôi anh em ạ. Dừng đặt cược. Ok chưa? Một cái anh em này 5M. Cá tôm rồi, tôm ra tiếp anh em này. Đấy, tôm nghỉ một tơn này, hai tơn ra nghỉ một này, ra hai này. Đấy, cá tôm. Bóng này lại bóng nhảy cua anh em tin không? Vừa vẫn bắt tôm nha. Bắt cá nha. Chốt. cầu giật anh ạ. Dừng đặt cược. Cua tôm. Cá này, ồ cá ok, ngon chưa? Có 7 lít rưỡi. Đấy, anh em thấy ngon chưa anh em? Nói chung chơi con bầu cua nha, anh em nào mà biết cách chơi nha, anh em kiếm cũng không phải là khó đâu.
Nhưng mà rất nhiều video Khải cũng chia sẻ anh em rồi, anh em chơi con game nào thôi, đừng rồi anh em tham nhá. Nên biết điểm dừng đấy. Nói chung là nốt tiếng 1-2 tiếng nữa thôi. Chốt lại anh em nha. Ok này, tôi để đúng 10M lại nha. Dừng đặt cược. Cầu chạy luôn này, hiêu này, 11% hiêu ra này. Thôi, tầm này nghỉ thôi anh em nha. Đấy, tôi đánh nốt chẵn tiền thôi. Đấy, nói chung là video Khải chơi với con bầu cua, cũng chia sẻ cho anh em cách anh em bắt cầu nha. Kinh nghiệm chơi và những cái đang vận hành ở con bầu cua này cũng thấy khá là ngon nhá. Chia sẻ cho anh em những anh em cùng báu, anh em mới cách chơi làm sao mà nó đơn giản hiệu quả. Anh em kiếm lời tốt trên con bầu cua mình anh em chơi. Ok, thì video Khải chơi cũng xin phép dừng tại đây. Hẹn anh em video sau nhá. Ok, chào anh em.